các bạn không biết được đâu, khó biết được lắm. Còn cũng khỏi hỏi thì mình cảm nha các bạn ơi. Hôm nay mình không có nói chuyện về tình cảm gì đâu nha. Rồi còn những ai nữa là tại phải tự nhiên không biết, tự nhiên đùng đùng cái chuyện đâu không mà tới lúc cũng lúc đang năng vui nè, họp báo nữa đồ, tự nhiên gọi là tiệc chứ không phải họp báo nha, cho nên tự nhiên không muốn trả lời luôn á. Nhưng mà giờ lỡ như vậy rồi giờ sao, cho nên mình nói luôn là mình yêu ai là các bạn không biết đâu nên khỏi hỏi. Rồi cái việc thứ hai là lỡ show gì chưa, cái show gì ở đây hết trơn á, mà gặp mà mấy cái chuyện này là càng dữ luôn, khỏi xô luôn. Người khác mà có chuyện là người ta xô, chứ còn mình là không, mình nó giấu luôn, khỏi xô nha. À không làm gì hết, giờ sắp tới về vườn thôi, buổi tối uống rượu nóng chăng thôi được rồi. Quyết định gì đi, ai mượn các bạn chi mày đặt đi theo chụp hình đồ, ta thấy rồi đó. Trời, các bạn biết không, chụp hình gì đâu mà hả, qua tới hải qua đi ngang qua em với cái Ngọc với Tâm đi là coi như là đi qua hải quan, em thấy cái đoạn đó là bị hải quan kêu không được chụp hình, mình mới quay lại, phải quay lại thấy luôn, em cũng thấy luôn, mà nó không được chụp hình mà các bạn ấy cũng vẫn cứ đứng quay gì nè, cứ vừa quay qua với người nhìn xong đó là hai ba anh hải quan tới nó không được quay lại, nó chạy bỏ chạy, trời thấy thương nhớ sợ. Cái xong mình quay qua cái mình mới nói chứ trời ơi biết quay gì, quay mít luôn á. Cái anh hải quan nói sao phải không, gặp chị mà em không quay nữa, rồi bó tay luôn, rồi coi như ok anh muốn quay quay đi, mà có giấu gì đâu, quay ta đi nhau biết mà. Rồi bây giờ nha, lỡ rồi cho biết lục luôn nè. Ngày 22 này có diễn Hà Nội, quay bay chuyến bay 4 giờ buổi phán đi luôn, tất cả chương trình nào sắp tới là phán rảnh là đi hết, mà đi phán vui lắm, mình đi thích đi chơi với người nào mà không có bị stress và vui và cảm thấy là làm cho mình cảm thấy vui được, và phết là một bạn rất là giống như là vui tính và rất dễ thương, cho nên là tâm cảm thấy thoải mái khi đi với bạn ấy đó. Cho nên là ngày sắp tới chụp 4 giờ chiều ngày 22, các bạn nào muốn quay chụp đừng đụng tới Tâm hay là làm gì để ảnh hưởng đến công việc của Tâm là được, còn cứ chụp hình thoải mái ha. Đó là ngày tới mình không đeo khẩu trang luôn được chưa? Không nha, cái lần là xa nha. Trời ơi thì mình tức dễ sợ phến rồi, phến thì phải cho được lại có cho nó đủ cái cơ biết sao không, em nói giỡn thôi. Ý là vậy nè, không ý là vậy là trời ơi tâm đụng ai mượn chức xuống đây vậy, trời ơi đẩy vô vậy hả, chán ghê luôn á. Em nói vậy nè, tiếng cái cảnh đó là nó trời ơi cái mụn này nó ghê quá nha, vừa đừng nói dạ áo nó hở quá vậy anh dạ, vừa là nó ô cái mụn có một người kìa, cái là đấy là đã chụp ra là thành đựng luôn, nhưng mà có đựng, nếu mà muốn đựng là đựng vậy nè. Người ta đựng là khuôn mặt người ta nó phải sao chứ trời ơi, tự nhiên đựng mà cái mặt gì ghê trời ơi, mà đựng gì là thấy không được rồi, lúc đựng thì lại không chụp thì từng có đánh lắm lên. Cảm ơn bạn. Để thử về chuyện của mình. Chị thương à, bởi vậy ta nói có cái gì đâu, có ai giấu cái gì đâu mà đi nhau suốt cả mấy từ bao nhiêu người ta. Thật ra là từ đường hậu em nữa đi chơi nhau rồi, nó không quan tâm. Càng lúc càng đi nữa, cũng biết tự nhiên giờ là quá là chi yêu biết. Nhưng mà mấy bạn cũng dễ thương, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Biết như là cuối cùng cũng chúc mừng được này lọ, nếu có thì có gì mình sẽ thông báo nha. Nếu có tin hỷ thì mình thông báo, còn tạm thời một cái dừng ở đó là đặt về các bạn tới đó là vui rồi, đừng có làm quá nữa thì khổ lắm đấy ơi. Cho nên là yêu ai là Tâm yêu ai là các bạn không biết được đâu, không bao giờ biết được. Còn cái chuyện đó mình biết tới đây là được rồi.